Phát biểu trong cuộc họp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với các thành viên Hội đồng An ninh Liên bang, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu rõ, trong chính sách đối ngoại cập nhật của nước này, Moscow định hướng phát huy quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc và Ấn Độ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu rõ, Moscow chủ trương phát huy tối đa tiềm năng của quan hệ đối tác chiến lược với các nước láng giềng lớn là Trung Quốc và Ấn Độ, với các quốc gia thuộc thế giới Hồi giáo cũng như các nước thành viên Đông Nam Á ASEAN, lục địa châu Phi, châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Ngoại trưởng Lavrov đồng thời lưu ý rằng chính sách đối ngoại cập nhật mới cũng xác nhận cam kết về một giải pháp hòa bình cho mọi vấn đề nảy sinh ở khu vực Bắc Cực. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt bản cập nhật khái niệm chính sách đối ngoại của Liên bang Nga. Ông nhấn mạnh những khái niệm chính sách đối ngoại được cập nhật này sẽ là cơ sở cho những hoạt động tiếp theo của Nga trong các vấn đề quốc tế. 9 quốc gia thành viên ở sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, còn gọi là nhóm B9, đã lên tiếng kêu gọi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực này. Phát biểu với báo giới sau hội nghị ngoại trưởng B9 diễn ra tại thành phố Lodz của Ba Lan, Ngoại trưởng Romania Bogdan Orescu nhấn mạnh NATO cần có những hành động để tăng cường sự hiện diện lực lượng và trang thiết bị của Mỹ trong khu vực sườn phía đông để tạo ra khả năng răn đe mạnh mẽ. Tại hội nghị, Ngoại trưởng các nước nhóm B9 gồm Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Hungary, Latvia, Litva, Ba Lan, Romania và Slovakia cũng nhắc lại lời kêu gọi tăng cường khả năng phòng thủ của khu vực giáp biên giới với Ukraine, trong đó có các nhiệm vụ chủ chốt như đẩy mạnh hoạt động phòng không, năng lực chống tên lửa, cùng các phương tiện giám sát, trinh sát và tình báo. Bên cạnh đó, các nước B9 cũng cam kết cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine và ủng hộ Kiev gia nhập NATO. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thông báo đã phê duyệt chương trình cho vay trong 4 năm trị giá 15,6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Đây là một phần trong gói hỗ trợ quốc tế trị giá 115 tỷ đô la Mỹ để giúp Ukraine đáp ứng các nhu cầu tài chính khẩn cấp. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho hay quyết định cho Ukraine vay 15,6 tỷ đô la Mỹ mở đường cho việc giải ngân ngay lập tức khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Khoản vay theo cơ chế quỹ mở rộng này là chương trình tài chính lớn đầu tiên được IMF phê duyệt cho một quốc gia đang trải qua xung đột quy mô lớn. Chương trình trước đó của IMF trị giá 5 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine đã hết hạn vào năm ngoái. Quyết định này chính thức hóa một thỏa thuận cấp quốc gia của IMF đạt được cho Ukraine vào ngày 21 tháng 3 vừa qua, trong đó có tính đến con đường Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu EU hậu xung đột. Theo thông báo của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, các công ty du lịch và nhà cung cấp trực tuyến các dịch vụ lữ hành của Trung Quốc được phép tổ chức các tour du lịch theo nhóm trong nước cho khách quốc tế bắt đầu từ ngày 31 tháng 3. Thông tư do Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc ban hành ngày 31 tháng 3 nêu rõ, các công ty và nhà cung cấp dịch vụ lữ hành có thể triển khai các gói du lịch, bao gồm vé máy bay và khách sạn cho các tour du lịch theo nhóm trong nước cho khách quốc tế. Ngoài ra, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cũng kêu gọi nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ và duy trì trật tự của thị trường du lịch. Du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch COVID-19 tại Trung Quốc do một thời gian dài đóng cửa nhằm kiểm soát dịch bệnh. Kể từ giữa tháng 3 vừa qua, nước này bắt đầu cấp lại mọi loại thị thực cho khách quốc tế. Ngày 31 tháng 3, Chính phủ Nhật Bản công bố dự thảo chính sách mới nhằm giải quyết tỷ lệ sinh đang sụt giảm nhanh chóng tại nước này, đồng thời loại bỏ giới hạn thu nhập để các bậc cha mẹ được nhận trợ cấp nuôi con và tăng phúc lợi cho các gia đình có nhiều con. Trong dự thảo chính sách mới nhất, Chính phủ của Thủ tướng Kishida cam kết sẽ tăng tiền hỗ trợ cho các bậc làm cha làm mẹ trong thời gian nghỉ phép để chăm sóc con cái. Đây được xem là một nỗ lực rõ rệt nhằm tạo điều kiện cho các lao động là nam giới tập trung vào việc nuôi dạy con cái. Ngoài ra, chính phủ sẽ thành lập một hội đồng mới do Thủ tướng Kishida trực tiếp đứng đầu để thảo luận các vấn đề về chính sách trẻ em, do ông đã cam kết thực hiện các biện pháp cần thiết để cho phép 85% lao động nam có con được nghỉ thai sản cho tới năm 2030. Số trẻ sinh ra ở Nhật Bản trong năm 2022 là chưa tới 800.000 trẻ, con số thấp nhất trong 7 năm qua. Trong một phát biểu, Thủ tướng Kishida cho biết tỷ lệ sinh thấp đang đẩy tương lai nước Nhật đến hiểm nguy.